micro pin sạc thì vẫn là một vấn đề nan giải cho anh chị, nói là không biết sử dụng như thế nào và tại sao gọi là micro pin sạc. Cái vấn đề này cứ lặp đi lặp lại hoài, em nói bao nhiêu lần rồi nhưng mà không sao. Đó với lại cái chỗ khác sẽ nói như vậy, nhưng mà em sẽ nói với nó là dạ bây giờ sẽ hướng dẫn lại với anh chị nhé. Đây là cái bộ micro pin sạc G02 ha anh chị. Pin sạc là nó y chang một chiếc điện thoại chúng ta vậy đó, là anh chị cứ hát pin là anh chị cắm sạc vào thôi. Và dây sạc của nó là dây sạc Type-C, đó là anh chị hết pin cứ cắm sạc vào rất là tiện lợi ha. Pin nó xài là pin 18650 và pin này cũng sẽ giúp anh chị hát được khoảng từ 3-4 tiếng liên tục, tại vì nó bự dữ vậy mà. Đó, cắn vô đây phía dưới nó sẽ có một cái chui sạc nè anh chị thấy không đó. Và cứ yên tâm, nếu chúng ta không có chui sạc thì nhà sản xuất có đi kèm cho mình luôn đó, cứ ghim vào và sạc thôi. Đây đó, ok chưa, đó hát hết pin cứ ghim vào sạc. Bây giờ là mình sẽ lên nguồn ha. Với cái thiết kế của G02 thì em chấm được khoảng tầm 9/10. Em trừ một điểm là tại do nó làm từ nhựa ha anh chị. Mà nhựa này thì được cái là cũng là nhựa ABS cao cấp, nên là cũng thông cảm bỏ hoa. Đó, bỏ hoa đấy. Vì là em sẽ hướng dẫn cho mình cách nói. Đầu thu của nó là đầu thu jack 6 ly. Cắm đơn giản vào tất cả các thiết bị như là âm ly, lo vàng, lo kéo. Hôm nay em chơi cho anh chị một cái lo nè. Đó, bự sao má. Đây, cắm vô cho anh chị ha. Đây, em cắm vô jack 6 ly nè. Đây, rồi anh chị nghe thử tiếng micro nha. Ly 6. Tiếng micro khá là sáng khi mà em để xa cái khuôn miệng của em tầm khoảng là hơn một gang tay rồi. Nhưng mà bây giờ là nó vẫn nghe rất là hay ha anh chị. Lì. Khi con tim ai chót trao ai tình yêu đầu, xin đừng quên bao xót xa. Lì. Đó, anh chị nghe thấy sáng hay không? Y chang là đang sử dụng một cái chiếc micro mà cắm được từ hiệu ứng vang số vậy đó. Đó. Lần đầu tiên em nói rồi. Lì. Quê lắm nhưng em vẫn cứ rồi. Đó, quá hay, chất lượng như thế mà anh chị lại còn chê nữa thì thôi, không biết anh chị sẽ thích micro như thế nào nữa. Đối với vài trăm cành nhưng mà G02 đã đạt được những tiêu chuẩn là pin sạc nè, mic ấm nè, đó vang thì sâu nè, đại diện còn tiện dụng nữa. Anh chị đánh giá như thế nào thì mình để cho bình luận cho em biết đó nha.